Thưa quý vị, sống trong bất an lo lắng là tình cảnh của hàng chục hộ dân dưới chân núi Sọ ở thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Khi những vết nứt, sụt lún đã tiến vào nhà ở của các hộ dân, mùa mưa bão thì ngày càng đến gần, người dân chỉ trông chờ từng ngày để được di dời tới nơi an toàn để an tâm sinh sống. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại khu vực núi Sọ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang có 44 hộ dân và 130 nhân khẩu sống dưới chân núi có nguy cơ sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài. Trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 xảy ra vào ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2020, núi Sọ đã bị sạt lở khoảng 20 mét khối đất. Một số nhà dân ở vách núi đã có hiện tượng sụt lún, nứt, nghiêng mái, sàn và nền, khiến người dân rất lo lắng, bất an, nhất là khi vào mùa mưa bão. Thì rồi mưa lụt thì cái núi này nó nặng quá, nó xuống nó nứt cái bì này vừa là cái bờ tường này. Thì có cấp chính quyền địa phương họ có chạy tới, họ quan tâm mà chạy vô chạy ra thì cũng lo lắng, cũng tội. Tôi thì tôi chẳng biết nó rang, thì các chính quyền nhà nước họ có địa chất thì đồ khốn khó của nguy hiểm thì với dự dân thì nếu được thì sớm thì tốt. Hộp gì rồi thì cũng có, họ cũng có quán tiệc là cái khu này nguy cơ thì họ có di dời 40 mấy hộ đó. Ảnh hưởng rất nhiều, tại vì hắn bị chấn động vậy. Cho nên nhà cửa đâu đó cũng vẫn bị có nứt đồ đấy kìa, mà mình nằm trong dự án là mình không sửa chữa được, không nâng cấp được. Cho nên là cái đời sống rất nguy hiểm. Thực tế nhiều năm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn hỗ trợ tiền thuê nhà với mức là 1,8 triệu đồng trên một tháng, một hộ, cho 6 hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng sạt lở đất cao nhất để đến nơi ở an toàn, còn lại gần 40 hộ dân được sơ tán tập trung hoặc sơ tán tại các nhà dân ở các khu vực an toàn, mỗi khi xảy ra mưa bão, mưa lớn. Tuy nhiên, theo người dân thôn An Ngãi Tây 1, việc di chuyển đi thuê trọ ở vào 3 tháng trong mùa mưa bão rất bất tiện với họ, không thể an tâm sinh sống. Mong muốn của người dân là mong chính quyền sớm di dời tới khu vực an toàn, ưu tiên cho các hộ có nguy cơ cao. Qua những cái lần mà di dời, đặc biệt là 6 hộ là luôn có tiền hỗ trợ di dời thuê nhà, nhưng mà cũng rất là khó khăn bởi cái việc này là nó không nằm trong một cái dự án như các cái dự án khác, thì rất cũng khó cho chính quyền và cũng khó cho người dân. Ở đây người dân không có tiền để mà liên tục thuê nhà, thì rốt cục là cứ đi về nó thì cũng rất là khó. Trước đó, tại buổi đối thoại hai cấp giữa huyện ủy Hòa Vang và người dân thôn vào ngày 1 tháng 4 vừa qua, đã có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này. Đại diện lãnh đạo huyện xã cho biết Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương di dời các hộ dân đang ở thực sự tại các khu vực trên, hỗ trợ bồi thường về đất ở, không bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp và đất khác, chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ dân di dời sang đất nông nghiệp và tiếp tục giao cho người dân canh tác hoặc giao cho Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Sau đối thoại, lãnh đạo xã cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết những vướng mắc của bà con trong khu vực. Tuy nhiên, chỉ là những giải pháp tạm thời. Sau cái buổi đó thì Ủy ban Nhân xã cũng đã phân công cán bộ và thôn rà soát lại tất cả các hộ ở cái vị trí cái vùng nguy cơ sạt lở đó, là kiểm tra về nhà ở rồi về đất ở đối với các hộ ở cái vùng đó. Trên cơ sở đó là Ủy ban Nhân xã đề xuất với huyện, thành phố có cái chủ trương để mà có cái phương án để xây dựng cái phương án bố trí di dời cho các hộ dân. Bên cạnh đó thì các hộ dân cũng có thêm cái ý kiến nữa, đó là hiện nay cái hệ thống mương thoát nước tại dưới cái chân đầu núi Sọ nó ảnh hưởng về lối thoát nước trong mùa mưa, thì Ủy ban xã cũng đã đề nghị kiến nghị với phần kinh tế hạ tầng, phần tài nguyên môi trường cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân xã là xuống là kiểm tra. Thì dự kiến cái hệ thống mương này sẽ đưa vào đầu tư trong thời gian sắp tới. Cho đến ngày 22 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đã có tờ trình đề xuất dự án di dời, bố trí sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai tại xã Hòa Sơn, Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Dự án có kinh phí hơn 83 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Địa phương và các cơ quan thẩm định đang đẩy nhanh tiến độ để sớm di dời các hộ dân đang ở trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Kỳ vọng với giải pháp căn cơ này sẽ giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống trong mùa mưa bão năm nay.